Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Tin cực nóng, Việt Nam ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên. Khẩn, Hà Nội bắt buộc cách ly tập trung người nhập cảnh từ quốc gia có biến chủng Omicron. Vụ nâng giá kit test Việt Á và loạt câu hỏi người dân cần câu trả lời. Hà Nội yêu cầu bệnh viện không từ chối bệnh nhân COVID-19 nặng nguy kịch. Tín hiệu khả quan, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận số ca COVID-19 thấp nhất trong 5 tháng qua. Và sau đây là thông tin chi tiết, mời quý vị cùng đón xem. Tin cực nóng, Việt Nam ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên. Thưa quý vị, trưa 28 tháng 12, Bộ Y tế cho biết thông tin từ Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm Việt Nam và báo cáo sơ bộ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Trung tâm Nghiên cứu Y học Việt Đức thông báo về trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam. Cụ thể, ngày 19 tháng 12 năm 2021, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận một trường hợp là hành khách trên chuyến bay QH9028 từ Anh Quốc về Việt Nam. Khi về đến sân bay Nội Bài, tối ngày 19 tháng 12 năm 2021, hành khách có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2. Hành khách được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu cách ly cho ca nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và được cách ly tại phòng riêng tại khu vực nhà lưu trú. Khoa sinh học phân tử của bệnh viện đã thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR cho kết quả dương tính. Với yếu tố dịch tễ của bệnh nhân là hành khách trở về từ Anh Quốc, ngày 20 tháng 12 năm 2021, bệnh viện đã tiến hành giải trình tự bộ gen SARS-CoV-2 nhiễm trên bệnh nhân này bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới sử dụng công nghệ Oxford Nanopore. Kết quả là nghi ngờ nhiễm biến chủng Omicron. Tuy nhiên, do biến chủng Omicron có chứa đến 36 đột biến trong gai protein, trong đó có một số đột biến điểm, đột biến mất giai đoạn trong lần giải trình tự này còn chưa rõ ràng. Do vậy, ngày 21 tháng 12 năm 2021, bệnh viện tiếp tục tiến hành lấy mẫu, giải trình tự lại cho bệnh nhân. Kết quả giải trình tự gen của bệnh viện cho thấy bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron B.1.1.529. Đây là trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam, là người nhập cảnh đã được cách ly, quản lý kịp thời sau khi nhập cảnh. Bộ Y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch COVID-19 nói chung và khả năng nhiễm biến chủng Omicron nói riêng. Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và tiêm chủng đầy đủ. Hiện tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh ở nhiều địa phương. Đại dịch COVID-19 trên thế giới tiếp tục có diễn biến rất khó lường trước biến chủng Omicron. Vì thế, Việt Nam phải luôn cảnh giác với biến thể này. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, biến chủng Omicron được ghi nhận lần đầu tiên vào ngày 24 tháng 11, được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá là chủng đáng quan ngại do làm tăng nguy cơ tái nhiễm, có thể né tránh miễn dịch. Các nghiên cứu chỉ ra rằng với biến chủng Delta, khi người đã mắc tiêm vaccine đủ 2 mũi thì nguy cơ tử vong giảm khoảng 12 lần. Trong khi chưa có dấu hiệu rõ ràng để xác định biến chủng Omicron có độc lực thấp hơn so với biến chủng Delta, nguy cơ bị nhiễm bệnh do biến chủng Omicron đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn cao hơn 3 lần so với biến chủng Delta. Thậm chí, những người đã nhiễm biến chủng Delta vẫn có nguy cơ nhiễm lại biến chủng Omicron cao hơn. Trước đó, Bộ Y tế đã có nhiều chỉ đạo hệ thống giám sát tăng cường giám sát dịch COVID-19 nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch COVID-19, yêu cầu các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur chủ động thực hiện giải trình tự gen các trường hợp nghi ngờ nhiễm biến chủng mới, đặc biệt là những trường hợp có tiền sử dịch tễ về từ các quốc gia khu vực Nam Phi. Khẩn, Hà Nội bắt buộc cách ly tập trung người nhập cảnh từ quốc gia có biến chủng Omicron. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 12, UBND thành phố Hà Nội có kế hoạch ứng phó với biến chủng của virus SARS-CoV-2 chủng Omicron trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, để chủ động kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, UBND thành phố xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 do biến chủng Omicron.
Cụ thể, tăng cường giám sát kiểm dịch tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, thực hiện nghiêm các quy định về kiểm dịch y tế quốc tế, yêu cầu hành khách nhập cảnh phải có xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ khi nhập cảnh vào Việt Nam, tăng cường rà soát các hành khách nhập cảnh có tiền sử đến và về từ các quốc gia khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới như khu vực Nam Châu Phi, Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique. Đối với các chuyến bay xuất phát hoặc có hành khách đến từ các quốc gia đang có sự xuất hiện của biến thể Omicron thì bắt buộc thực hiện cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ các quốc gia này, bất kể tiền sử đã tiêm vaccine hoặc đã mắc COVID-19 trước đó. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc biến thể Omicron tại địa bàn dân cư, cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp. Tổ chức giám sát bằng xét nghiệm nhằm phát hiện sớm nhất các trường hợp nhiễm biến thể Omicron tại thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các phòng xét nghiệm chủ động phát hiện sớm trường hợp nhiễm biến thể Omicron bằng cách xem xét dấu hiệu thiếu gen S trong các mẫu xét nghiệm gen real-time PCR dương tính với SARS-CoV-2. Lựa chọn ngẫu nhiên hoặc có chủ đích dựa vào kết quả điều tra dịch tễ các mẫu xét nghiệm real-time PCR dương tính với SARS-CoV-2 để làm xét nghiệm giải trình tự gen đối với bệnh nhân trong 3 nhóm sau. Người nhập cảnh trong vòng 28 ngày, đặc biệt là người đến về từ các nước đã ghi nhận biến chủng Omicron. Người tái nhiễm COVID-19 có xét nghiệm real-time PCR dương tính sau 2 tháng khỏi bệnh. Bệnh nhân trong các ổ dịch phức tạp có số mắc cao. Ngoài ra, có thể tổ chức giám sát ngẫu nhiên một số trường hợp nghi ngờ khác tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh trong nước và trên thế giới. Liên tiếp trong hơn chục ngày qua, Hà Nội ghi nhận hàng nghìn ca mắc COVID-19 mỗi ngày, trong đó cao nhất lên tới gần 2.000 ca mắc một ngày. Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, dự kiến số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày ở Hà Nội có thể còn tăng lên đến 2.000 đến 3.000 trường hợp mỗi ngày trong dịp cuối năm. Tuy nhiên, vẫn trong dự báo và thành phố cũng đã có phương án đáp ứng. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay là 41.357 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 14.991 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 26.366 ca. Vụ nâng giá kit test Việt Á và loạt câu hỏi người dân cần câu trả lời. Thưa quý vị, đại biểu tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa cho biết 440.000 đồng là mức giá mà ông đã phải trả khi xét nghiệm tại vỉa hè của sân bay Tân Sơn Nhất khi đi họp Quốc hội hồi tháng 10-11 vừa qua. Không nói rõ, nhưng tôi đoán đây là giá test nhanh. Còn theo phản ánh của báo chí thì phí xét nghiệm tại nhiều nơi niêm yết một đằng thu một nẻo. Giá chi thực tế cũng chẳng thua gì giá vỉa hè như đại biểu Đồng Tháp nêu. Một người bạn của tôi gần đây khi đi test COVID-19 đã kêu khóc với tôi vì phí đắt đỏ quá. Bạn tôi là doanh nhân đi xe Lexus, đương nhiên là chẳng phải không có tiền trả phí, còn bất bình như vậy. Thử hỏi số đông chúng ta sẽ cảm thấy xót phí đến như thế nào. Nhưng rồi ai cũng sẽ chặt lưỡi cả thôi, vì để cho được việc, giờ đi đâu cũng phải có giấy chứng nhận, đi đâu chẳng phải test. Khi mà khắp nơi dư luận sục sôi về vụ bộ kit xét nghiệm của công ty Việt Á vỡ lở chuyện lại quả, hoa hồng lên tới hàng chục tỷ đồng, điều mà tôi thật sự quan tâm là rốt cuộc chất lượng của bộ kit đó thế nào, nó có được dùng không, có hiệu quả không, có phát hiện được virus hay không. Nói thật, với một người dân bình thường không có trình độ về hóa sinh như tôi, khi nghe tin kit Việt Á bị WHO tuyên bố là không được chấp thuận vì chưa đạt được một số tiêu chuẩn đã không khỏi hoang mang. WHO không chấp thuận, vậy sao Bộ Y tế chấp nhận? Đây là bộ kit test do Học viện Quân y phối hợp với doanh nghiệp nghiên cứu sản xuất. Trong thông tin mà Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố, bộ này khẳng định bộ kit xét nghiệm có hàm lượng khoa học cao cũng như tính ứng dụng thực tiễn thể hiện bằng những chứng nhận bao gồm quyết định cấp phép lưu hành của Bộ Y tế Việt Nam số 774 ngày 4 tháng 3 năm 2020, số 5071 ngày 4 tháng 12 năm 2020, giấy chứng nhận kiểm nghiệm trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro số 1160 ngày 18 tháng 8 năm 2020. Ngoài ra, kit test của Việt Á cũng được Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu CE và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CEF cho Bộ Sinh phẩm ngày 20 tháng 4 năm 2020. Một đại diện của Bộ Khoa học Công nghệ thừa nhận rằng
Bộ có thể đã chưa xem xét kỹ lưỡng thông tin phản hồi của WHO về bộ kit test của công ty Việt Á. WHO mới chỉ chấp thuận đưa kit test này vào quy trình đánh giá xem xét sử dụng, không phải chấp thuận sử dụng. Đây là sơ suất của Bộ Khoa học và Công nghệ, vị đại diện này bày tỏ. Vậy thì sơ suất này là sơ suất gì? Chả nhẽ dịch thuật sai chăng? Có để lại hậu quả nghiêm trọng không? Có vô tình hay cố ý? Rốt cuộc là một bộ kit không được WHO chấp nhận nhưng vì sao vẫn được nhiều cơ quan chấp nhận và đưa ra thị trường? Hay nói cách khác, việc không được WHO chấp nhận có đồng nghĩa đó là kit sởm hay không? Yếu tố nào còn thiếu sót khiến WHO không chấp nhận bộ kit trên? Quan trọng nhất chính là việc sản phẩm đã đưa ra thị trường sử dụng vậy thì sử dụng ở những đâu, chất lượng thực tế như thế nào? Những câu hỏi này, Học viện Quân y, Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ đều phải trả lời rõ, trả lời đúng trọng tâm và trọng điểm. Bởi điều này không chỉ liên quan đến danh dự của chính các nhà khoa học, đến danh dự của học viện và những cơ quan nói trên, liên quan đến kỳ vọng về Make in Việt Nam mà còn để trả lời hàng thật hay hàng dởm. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an mở rộng vụ án. Tôi tin rồi trùm đầu hay trùm cuối hay các thế lực chống lưng nào đó, nếu có rồi cũng sẽ lộ diện cả mà thôi. Vấn đề là người dân cần thông tin và sự khẳng định về chất lượng của chẳng phải riêng bộ kit Việt Á mà còn là của những bộ kit khác đang được sử dụng. Cần xem lại cơ chế, đã là thị trường thì vì sao doanh nghiệp phải gửi giá? Đã kiểm soát, đã niêm yết thì vì đâu vẫn còn đội giá? Người dân có quyền được biết, những cán bộ tham gia chống dịch cũng có quyền được biết. Cả hệ thống đã rất vất vả rồi. Hà Nội yêu cầu bệnh viện không từ chối bệnh nhân COVID-19 nặng nguy kịch. Thưa quý vị, mới đây, Sở Y tế Hà Nội có văn bản 23401 chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19. Sở yêu cầu với các ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh xác định nhiễm COVID-19 cần được phân loại, đánh giá nguy cơ, chẩn đoán, đánh giá mức độ lâm sàng để phân luồng, chuyển tuyến, tiếp nhận, điều trị kịp thời. Người bệnh đến khám chữa bệnh phải được sàng lọc kỹ, đặc biệt lưu ý hỏi về lịch sử tiêm chủng vaccine COVID-19. 100% đối với người bệnh phải nhập viện, ghi nhận tại phiếu khám vào viện. Các cơ sở khám chữa bệnh sắp xếp luồng di chuyển khu vực khám, buồng bệnh ưu tiên để bảo vệ nhóm nguy cơ cao, người trên 50 tuổi mắc bệnh nền, chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine phòng COVID-19. Đặc biệt, Sở Y tế yêu cầu mỗi cơ sở thu dung điều trị COVID-19 sẵn sàng điều trị 2 tầng để xử trí cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 chuyển độ. Việc tiếp nhận bệnh nhân nặng nguy kịch, yêu cầu tất cả các bệnh viện không được từ chối, đảm bảo người bệnh được chuyển đến cấp cứu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh gần nhất. Sau khi ổn định, bệnh viện thực hiện khám, phân loại mức độ bệnh, đánh giá nguy cơ để phân luồng đến nơi điều trị phù hợp. Sở yêu cầu các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang phục phòng hộ cá nhân, rà soát lại các cơ sở hạ tầng, hệ thống oxy, bình, bồn, chai, thiết bị phụ trợ, đảm bảo tồn trữ và cung cấp oxy y tế cho người bệnh từ tuyến cơ sở đến các bệnh viện theo phân tầng điều trị. Tín hiệu khả quan, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận số ca COVID-19 thấp nhất 5 tháng qua. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 12, Thành phố Hồ Chí Minh có 544 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Đây là số lượng F0 thấp nhất tại thành phố này trong suốt hơn 5 tháng qua. Cũng theo Bộ Y tế, Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt mức 500.000 ca mắc COVID-19 trong ngày 26 tháng 12. Đây là thành phố ghi nhận số ca nhiễm và mức độ lây lan nghiêm trọng nhất cả nước. Thời điểm này, thành phố đang có những chỉ số khả quan trong phòng chống dịch. Theo ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố, trong 5 ngày liên tiếp, số bệnh nhân nặng đang thở máy của thành phố giảm lần lượt là 463, 450, 416, 427 và 403 ca. Trong thời gian trên, số ca phải can thiệp ECMO không tăng hơn, duy trì ở con số 16. Đồng thời, số nhập viện luôn thấp hơn số bệnh nhân xuất viện. Đáng chú ý nhất, sau chuỗi ngày nhiều lo ngại vì số tử vong tăng cao, thậm chí có thời điểm lên đến 90 ca. Ngày 5 tháng 12, thì tuần qua, con số này giảm dần, lần lượt ghi nhận số tử vong mỗi ngày là 58, 46, 44, 44, 42, 36 và 30 ca. Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ đã có dấu hiệu thành công rõ rệt. Đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố khẳng định, trước đó qua phân tích, ngành y tế nhận thấy đặc điểm chung
của các ca nặng tử vong vì COVID-19 là trên 65 tuổi, có bệnh nền, chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ số mũi vaccine. Thống kê của ngành y tế thành phố, trong 7 ngày qua, số ca mắc mới đã giảm dưới 1.000 ca mỗi ngày. Cụ thể, ngày 20 tháng 12 đến nay lần lượt là 687, 813, 797, 787, 679, 885 và 544. Thành phố không thay đổi phương thức xét nghiệm, nhưng con số ca mắc đã giảm. Chúng tôi đánh giá tình hình không phải chỉ dựa vào số ca mắc bệnh, mà còn so sánh, quan sát, đối chiếu với số ca nhập viện, số ca trở nặng, số trường hợp tử vong. Hiện nay, tất cả các chỉ số này đều giảm. Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM khẳng định, tuần qua, dịch trên địa bàn thành phố vẫn duy trì ở cấp độ 2 vùng vàng, không còn quận huyện vùng cam. Trong đó, 13 địa phương đạt cấp độ 2, 9 địa phương đạt cấp độ 1. Số tử vong ghi nhận trong ngày thấp nhất trong suốt một tháng qua, 30 ca vào ngày 26 tháng 12.